bán đất chính chủ hoặc cho thuê khai thác dài hạn. Đất trong khu dân cư Bảo Châu, phường 16, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, cách chợ Bến Thành 15 phút xe máy, diện tích 5m x 20m, đường 12m, hướng Tây Nam, xây dựng theo quy hoạch đồng bộ, một trệt, một lửng, 3 lầu. Vị trí đất đẹp, đối diện ngay chợ, trung tâm thương mại, thuộc khu dân cư mới sang trọng, bao gồm biệt thự và nhà phố, mật độ xây dựng 80%. Tọa lạc ngay vị trí đắc địa của quận 8, giáp ranh quận 6, vùng cao ráo không ngập nước, không triều cường. Chỉ mất 5 phút là ra tới đại lộ Đông Tây nên rất thuận tiện, dễ dàng để đi lại với tất cả các quận huyện. Đặc biệt, muốn ra chợ Bến Thành theo đường Võ Văn Kiệt bằng xe máy bạn chỉ mất 15 phút. Bán đất chính chủ hoặc cho thuê khai thác dài hạn. Đất trong khu dân cư Bảo Châu, phường 16, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, cách chợ Bến Thành 15 phút xe máy. Diện tích 5m x 20m, đường 12m, hướng Tây Nam, xây dựng theo quy hoạch đồng bộ, một trệt, một lửng, 3 lầu. Vị trí đất đẹp, đối diện ngay chợ, trung tâm thương mại, thuộc khu dân cư mới sang trọng, bao gồm biệt thự và nhà phố, mật độ xây dựng 80%. Tọa lạc ngay vị trí đắc địa của quận 8, giáp ranh quận 6, vùng cao ráo không ngập nước, không triều cường. Chỉ mất 5 phút là ra tới đại lộ Đông Tây nên rất thuận tiện, dễ dàng để đi lại với tất cả các quận huyện. Đặc biệt, muốn ra chợ Bến Thành theo đường Võ Văn Kiệt, bằng xe máy bạn chỉ mất 15 phút. Thank you.